Xin chào các bạn. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bộ ngổ bếp và đồ ăn ở trong nhà bếp nhé. À, vừa rồi chị đã vẽ được một chiếc nồi này và một chiếc muỗng rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một chiếc mũ nhé. Chiếc mũ này là dụng cụ và là đồ dùng của các đầu bếp khi mà nấu ăn ở trong nhà bếp đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vẽ thêm một số các loại rau củ quả và thực phẩm nhé. Chị vừa vẽ một củ cải rồi, một miếng bít tết. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vẽ tiếp nhé để xem chúng ta sẽ vẽ gì nào. Không thể thiếu được đó là các dụng cụ như là đánh trứng này, dao này, nĩa này, đúng không nào? Ở đây là một chiếc thìa để chúng ta có thể múc các loại thức ăn lên. Tiếp theo là một tách cà phê rất là nóng hổi đấy các bạn ạ. Còn đây là chị đang vẽ một chiếc chảo rán trứng rất là nhỏ, rất là xinh đấy. Một chiếc lá rau gia vị, một miếng phô mai và những quả trứng nha các bạn nhé. Còn đây là những chiếc nấm đấy. Các bạn thấy những đồ dùng trong nhà bếp, những thức ăn này có ngon mắt không nào? Rất là ngon, rất là đẹp đúng không nào?